Bên cạnh việc ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, khám thai cũng là một trong những việc quan trọng mà các mẹ bầu phải chú trọng trong thời gian bầu bí. Theo bác sĩ, đây là ba mốc khám thai cực kỳ quan trọng, vì thế dù bận đến mấy thì mẹ bầu vẫn nên đi khám vào ba thời điểm mang thai này. 1. Tuần thai thứ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Thông thường, sau khi que thử thai lên hai vạch, mẹ bầu sẽ nhanh chóng đến bệnh viện để siêu âm nhằm kiểm tra sự làm tổ của phôi thai, kích thước túi thai để loại trừ trường hợp mang thai ngoài tử cung. Sau lần khám thai đầu tiên này, nếu thực sự không muốn đến bệnh viện, bạn có thể ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy bị đau bụng hay ra máu âm đạo thì nên đến bệnh viện gấp. Ngoài ra, mẹ bầu cần phải dự tính tuần thai của mình để đến bệnh viện đo độ mờ da gáy để chẩn đoán hội chứng Down. Theo bác sĩ, thời điểm thích hợp nhất để thực hiện kiểm tra này chính là khi thai nhi được 11 tuần 6 ngày đến 13 tuần 6 ngày. Do đó, dù trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bạn không đi khám thường xuyên thì cũng hãy nhớ tính tuần thai và nhất định phải đi khám đúng tuần để đo độ mờ da gáy của con. 2. Từ 16 đến 20 tuần. Trong lần khám thai này, bác sĩ sẽ cho bạn thử nước tiểu để kiểm tra lượng đường, nồng độ protein nhằm tầm soát dấu hiệu của đái tháo đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật. Mẹ bầu cũng sẽ được xét nghiệm triple test giúp chẩn đoán các vấn đề về sức khỏe của thai nhi như rối loạn về gen, dị tật ống thần kinh. Đồng thời, nếu kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy em bé có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh, bác sĩ sẽ đề nghị thực hiện xét nghiệm chọc ối để kiểm tra chính xác vấn đề này. Bên cạnh đó, mẹ bầu có thể được siêu âm 4D vì đây là thời điểm tốt nhất để kiểm tra mức độ phát triển của em bé cũng như thai nhi đã đủ lớn để có thể nhìn thấy tất cả các cấu trúc bên trong cũng như bên ngoài. Từ đó, bác sĩ sẽ dễ dàng phát hiện ra những dị tật và kịp thời can thiệp. Bạn cũng sẽ được tư vấn chích ngừa uốn ván từ giai đoạn này. 3. Từ 36 đến 37 tuần. Đến tuần 36-37 thì bạn nên đi khám bác sĩ để theo dõi tình trạng của thai nhi, xác định vị trí của em bé, lượng nước ối để xác định xem bạn nên sinh thường hay sinh mổ. Các mẹ bầu cũng nên lưu ý trong khoảng thời gian này, nếu không đến được bệnh viện khám thai thường xuyên đúng định kỳ, hãy trao đổi với bác sĩ và theo dõi tại nhà. Nếu có gì đó không ổn, hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho bản thân và thai nhi. Trong giai đoạn dịch bệnh đang phức tạp ở nhiều nơi như hiện nay, việc khám thai đã không còn dễ dàng như trước nữa. Song dù có khó khăn như thế nào thì các mẹ cũng đừng bao giờ trì hoãn 3 giai đoạn khám thai quan trọng trên. Bạn có thể liên hệ trước với bác sĩ hoặc bệnh viện để có thời gian khám thai hợp lý và an toàn nhất nhé.